Quý nhà xin chào quý cô bác anh chị em. Lời đầu đầu thì cho quý nhà gửi lời chào, lời chúc sức khỏe tới tất cả mọi người. Mấy chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ, an nhiên và làm việc thật là hiệu quả. Cảm ơn mọi người đã quay trở lại với cuộc trò chuyện ngày hôm nay của quý nhà nhá. Thì trong tối ngày hôm qua chúng ta cũng đã nghe được một cái thông tin khá là vui từ phía bên của Thiên Ngân cũng giống như là Jizuno, vì hai bạn đã tham dự trong một cái chương trình đêm kiệt tác tôn vinh và tỏa sáng. Và Thiên Ngân đã chia sẻ một cái dòng trạng thái trên trang Facebook cá nhân của mình như thế này: mỗi người sinh ra đã là một kiệt tác, đi qua khó khăn giông bão để chúng ta có thể là trân trọng sự kết nối, sinh mệnh, tình yêu và cả những giá trị giản đơn trong cuộc sống. Hãy cứ yêu, sống một cuộc đời rực rỡ. Dạ vâng, thì hiện tại bây giờ chắc có lẽ rất là nhiều quý cô chú anh chị em cũng cảm thấy vô cùng phấn khởi, bởi vì nhìn thấy cái hình ảnh của Thiên Ngân, người con gái mà cô hai đặt rất là nhiều cái kỳ vọng, được tham dự trong những cái chương trình, những cái sự kiện thật sự là đình đám. Và đêm kiệt tác tôn vinh tỏa sáng các thương hiệu doanh nghiệp và doanh nhân ngành spa thẩm mỹ, và chương trình mang đầy tính nhân văn và ý nghĩa nhằm tri ân những đóng góp của các cá nhân hoạt động trong nghề nghiệp làm đẹp như spa phun xăm, tạo mẫu tóc, thẩm mỹ, vân vân. Và sẽ có rất là nhiều quý cô chú anh chị em đang đặt một cái câu hỏi rằng là tại vì sao Thiên Ngân là một cô bé ca sĩ vừa đi học vừa đi hát mà lại trở thành doanh nhân trong một thời gian ngắn đến như vậy? Thì quý cô chú anh chị em biết không, cái chương trình này nó không chỉ là dành cho các doanh nghiệp, doanh nhân nổi tiếng trong ngành thẩm mỹ, làm đẹp, vân vân, mà bên cạnh đó nó còn là một cái sân chơi dành cho những người doanh nhân ở ngoài ngành. Có nghĩa rằng là giống như Thiên Ngân và Tuyết Nhung vậy đó quý cô chú anh chị, các em không nằm trong cái lĩnh vực làm đẹp, nhưng các em lại là làm chủ của bản thân các em. Dù rằng là kinh doanh buôn bán online thôi, nhưng các em đã chiếm lĩnh được thị trường, cũng giống như là có rất là nhiều cái khách hàng tiềm năng. Bởi vì lẽ đó, biết đâu được một ngày không xa, Tuyết Nhung cũng giống như là Thiên Ngân hay là Juno, các em sẽ trở thành những người doanh nhân nổi tiếng trong thời gian sắp tới thì sao? Cho nên rằng là đây giống như là một cái sân chơi để giao lưu, học hỏi, trau dồi thêm những cái kỹ năng và để mở mang được cái kiến thức. Và bản thân của Tuyết Nhung và Jizuno xứng đáng để được tỏa sáng và xinh đẹp trên sân khấu. Và chung quy tóm lại đó quý cô chú anh chị, khi mà tham dự trong cái sự kiện như thế này thì những cái thương hiệu, những cái sản phẩm do Thiên Ngân hay là Tuyết Nhung bán đó quý cô chú anh chị, thì nó có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, an toàn, thân thiện với môi trường và có những cái chiến lược cạnh tranh lành mạnh. Ngành nghề kinh doanh nó có lợi ích cho xã hội, cho đất nước, và lấy tiêu chí là vì người tiêu dùng, đóng góp tích cực và thúc đẩy cho cái sự phát triển của kinh tế Việt Nam, thì các em xứng đáng để được tôn vinh thôi. Vì tiền các em kiếm ra bằng mồ hôi, nước mắt, bằng công sức, bằng những cái sự nỗ lực của các em, cho nên các em xứng đáng để được vinh danh như quý cô chú anh chị. Và bên cạnh đó thì chương trình này cũng tăng cường cái hoạt động giao lưu để nâng cao được cái chất lượng đào tạo, giáo dục nghề nghiệp, truyền nghề và hỗ trợ cách thức để có thể là khởi nghiệp, thi đua nâng cao chất lượng để có thể là cung cấp những cái dịch vụ tốt nhất đến cho tất cả những người tiêu dùng. Và chắc chắn rằng là ở đây á sẽ là một cái động lực để thúc đẩy cho Tuyết Nhung, Thiên Ngân cũng giống như là Duy Juno có được những cái khởi sắc trong thời gian sắp tới. Và quý cô chú anh chị em đã từng nghe Thiên Ngân được chia sẻ rằng là nếu như một ngày nào đó mà Thiên Ngân có điều kiện, có kinh tế vững vàng thì em ấy sẽ tham dự trong những cái chương trình đi làm thiện nguyện để giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn,
những người gặp rủi ro trong cuộc sống, đặc biệt là trẻ em và bà con có hoàn cảnh khó khăn và muốn nối bước theo những cái di nguyện của cô hai, đó là làm những việc thiện nguyện tích cực để lan tỏa cái sự yêu thương. Và đó là cái lý do vì sao và tại sao mà Tuyết Nhung, Thiên Ngân hay là Duy Juno thường được tham dự trong những cái sự kiện đình đám như thế này. Và Quýnh Nhà tin chắc rằng là đây không chỉ là lần đầu tiên, lần duy nhất hay là lần thứ hai, lần thứ ba, và trong thời gian sắp tới thì các em sẽ có được nhiều cái sự kiện để các em tham dự như thế này nữa, để các em có thể là trau dồi, rèn luyện cái kỹ năng để các em có thể là khởi nghiệp thật là tốt. Và mới vừa đây đó quý cô chú anh chị, thì Quýnh Nhà cũng có nghe được một cái thông tin từ phía bên của chị Diễm Phạm. Như quý cô chú anh chị em cũng đã biết từ trước là đã hơn một năm vừa qua kể từ ngày mà cô hai ra đi, thì có biết bao nhiêu là cái sự việc lùm xùm lên tiếng để có thể là nói sai lệch về cái sự việc của chị Diễm Phạm. Và cái điều đó nó cũng không thể nào mà làm ảnh hưởng đến chị ấy. Mới vừa đây thì chị ấy đã được mời trong một cái chương trình, một cái bộ phim được gọi là Đình Đám sắp được khởi chiếu đó quý cô chú anh chị, thì đủ để hiểu được rằng là cái sức ảnh hưởng của chị Diễm Phạm trong giới showbiz là như thế nào. Và chắc chắn rằng là những người đồng nghiệp, những người yêu thương, những người mà trân trọng chị ấy luôn là những cái người biết rõ cái giá trị của chị ấy. Cho nên rằng là đừng có nhìn người ta như vậy, đừng có nghĩ rằng là người ta im lặng, người ta ít nói là mình có thể đặt điều cho người ta. Bởi vì lẽ đó người ta sống bằng cái bản chất thật, người ta sống bằng một cái tình cảm thật sự, cho nên người ta luôn nhận lại được những cái tình cảm yêu thương đong đầy. Và Quýnh Nhà tin chắc rằng là ở một nơi nào đó cô hai cũng sẽ cảm thấy rất là vui, bởi vì sau khi cô ấy ra đi, mọi người đã lấy những cái sự đau thương mất mát biến nó để trở thành những cái động lực. Và hiện tại bây giờ mọi người cũng đã có được những cái niềm vui trong cuộc sống. Các con thì càng ngày càng học hành chăm ngoan, biết phân lời, biết nghe lời, biết phụ giúp, biết san sẻ. Và những người thân của cô hai thì đã có thể là lấy lại cái niềm vui sau những cái biến cố vào năm 2021. Và như quý của chú anh chị em cũng đã biết là trong ngày 17 tháng 12 sắp tới đây thì chú Mạnh Quỳnh sẽ có một cái đêm diễn cuối cùng trước khi chú ấy bay về lại bên Mỹ. Và sau cái cánh hậu trường, sau những cái ánh đèn lung linh ở trên sân khấu, thì chú Mạnh Quỳnh luôn hòa mình vào để có thể là tâm sự hữu hỷ cùng với lại các con của cô hai, cũng giống như là gia đình của cô hai. Họ thường đi ăn, đi uống nè, đủ để có thể là chứng tỏ được cái tình cảm của chú dành cho gia đình của cô hai nó luôn là đong đầy. Cho nên hiện tại bây giờ, sau khi mà chú nhận Tuyết Nhung và Thiên Ngân làm con gái của chú, thì chúng ta có thể thấy được rằng là những cái điều tích cực, những cái sự khởi sắc mà các em hiện tại đang có. Và trong tối ngày 17 tháng 12, theo những cái thông tin mà chị Diễm Phạm đã chia sẻ, là sẽ có rất là nhiều cái cung bậc cảm xúc, cái niềm vui muốn gửi đến cho tất cả quý cô chú anh chị em trong những ngày Tết đến xuân về. Và năm 2023 sẽ khép lại những cái sự muộn phiền, những cái sự nhọc nhằn, những cái sự mất mát đau thương của 2021 cũng giống như là 2022 vừa qua. Cho nên rằng là nếu như quý cô chú anh chị em nào yêu thương và ủng hộ thì chúng ta có thể là đặt lịch để có thể là đến xem. Tại vì tối ngày hôm đó sẽ có sự xuất hiện của Thiên Ngân, Tuyết Nhung, Di Juno, Trường Sang và chị Diễm Phạm đó quý cô chú anh chị. Cho nên rằng là nói cái gì thì nói, chúng ta chỉ cần nhìn vào những cái điều tích cực của tất cả mọi người đã và đang cố gắng để có thể biết được rằng là họ muốn sống thật và cống hiến hết mình cho sự nghiệp ca hát, cho tất cả quý vị khán giả, những người yêu thương và luôn đặt niềm tin vào họ.
Ok, cái đoạn video này của Quý Nhà thì xin kết thúc tại đây. Mình chúc mọi người luôn dồi dào sức khỏe, bình an và vạn sự như ý. Và nếu thích cái đoạn video này của Quý Nhà thì các bạn có thể like, subscribe để ủng hộ cho cái kênh của Quý Nhà nhé. Mình chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong những cái đoạn video tiếp theo ạ. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại ạ.